AFC Asian Qualifier Road to Qatar. Trọn vẹn trên FPT Play. Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh đưa bàn. Chúng ta đã có bàn gỡ ở những giây phút quyết định của trận đấu này. Phút thứ 90 và Tiến Linh thêm một lần chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới của Trung Quốc. Thực sự khi mà ghi được một bàn thắng cũng giải tỏa rất là nhiều áp lực cho Linh cũng như là toàn đội khi mà tỷ số cũng đã được gỡ hòa, nhưng mà thực tế thì Việt Nam cũng không giữ được cho đến những phút cuối cùng. Điều đó là bóng đá là như thế, thì hy vọng những trận đấu sắp tới thì Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn và giành được kết quả thuận lợi hơn. Khi mà Linh ghi bàn ở phút 90 thì cảm xúc thì cũng rất là vui mà. Khi mà đã gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam ở những phút cuối cùng và những cái ý định nảy lên trong đầu Linh lúc đó thì cũng muốn giữ lại một điểm, và may mắn hơn thì chúng ta đã có 3 điểm trong trận đấu này, nhưng mà thật sự là không may mắn khi mà đánh mất trận hòa đầy đáng tiếc. Khá nguy hiểm. U Lây hoàn hồ Bùi Tiến Trường. Tiến Trường đã xuất sắc đẩy được quả đá đầu tiên, nhưng sau đó tiền đạo cắm của Trung Quốc là Giang Hữu Linh đã băng vào và ghi bàn. Đó là sự nguy hiểm của Vu Lây. Khoảng trống được mở ra và phẩm chất tốc độ của Vu Lây đã được phát huy. Như chúng tôi đã phân tích thì Vu Lây đã được sử dụng để đá rộng hơn trong hiệp 2 này. Qua đó những điều đặc biệt của anh được phát huy. Một tình huống mà Bùi Tiến Dũng đã chơi hơi mạo hiểm, và ngay khi mà cầu thủ của Viettel quyết định mạo hiểm thì mọi thứ ở phía dưới đã trở nên không thể kiểm soát nổi. Khoảng trống là quá lớn với Vu Lây. Tốc độ tốt, dứt điểm không hề dễ chịu, và Trang Xuân Đình đã xuất hiện kịp thời để đá bồi 1-0 cho đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam. Vẫn là một sự khác biệt trong những pha tranh bóng tầm cao, kể cả nó diễn ra giữa sân, nhưng Trung Quốc đã thắng thế và mang lại một cơ hội, để rồi sau đó thì Vu Lây dứt điểm, và sau pha dứt điểm của Vu Lây là bàn thắng của Giang Hữu Ninh. Pha ghi bàn đầu tiên của Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chen Chau, thêm một quả tạt cho Vu Lây. Lưới của Việt Nam lại rung lên. Vu Lây đã là người kết thúc tình huống vừa rồi, và rõ ràng là một người Việt Nam đã bỏ rơi Vu Lây một cách rất khó hiểu ở pha bóng đó. Hiệp hai này Vu Lây được chỉ đạo đá rộng hơn, và rõ ràng sự xông xáo của anh, sự quyết tâm hơn của anh đã mang lại rất nhiều khoan cho phòng ngự của Việt Nam. Anh thường xuyên di chuyển vào trung lộ, và thiếu này thì bóng được truyền vào đúng vị trí của anh. Thanh Bình sau khi vào sân có vẻ như đã không tìm ra được sự liên lạc với những người còn lại. Anh bẫy biệt vị không thành công, và chỉ một sai lầm nhỏ thôi là đủ để Vu Lây tỏa sáng thêm một lần nữa. Trận lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra tại sân Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 1 tháng âm lịch. Sút bóng vào, rất bất ngờ. Đó là Hồ Tấn Tài, cầu thủ vào sân đánh người. Đó là cái duyên, anh Quang Huy. Chúng ta đã nói về cái duyên của Hồ Tấn Tài sau khi mà Tấn Tài được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân. Nếu như Tấn Tài là chủ của những đường kiến tạo dành cho Tiến Linh ở trận đấu mà U22 Việt Nam đã giành thắng lợi trước U22 Trung Quốc, thì vừa rồi Hồ Tấn Tài đã băng lên, đã có một tình huống khống chế và dứt điểm có lẽ là cực kỳ hoàn hảo để có thể đánh bại thủ môn của đội tuyển Trung Quốc. Những mùa giải gần đây Tấn Tài luôn là hậu vệ dứt điểm tốt nhất của bóng đá Việt Nam, tốt nhất ở V-League, và anh đã chứng tỏ điều này trong trận đấu với Trung Quốc. Thủ môn đội bạn hoàn toàn bất ngờ. Một cú vắt chân trái điệu nghệ của Hồ Tấn Tài. Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh đưa bàn. Chúng ta đã có bàn gỡ ở những giây phút quyết định của trận đấu này. Phút thứ 90 và Tiến Linh thêm một lần chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới của Trung Quốc. Cách đây 2 năm anh 2 lần làm tung lưới U22 Trung Quốc. Vâng, anh Quang Huy, đúng là bóng đá có những cái duyên mà chúng ta rất khó để có thể lý giải, đúng không ạ? Hồ Tấn Tài ghi bàn và bây giờ Tiến Linh ghi bàn. Những người hùng của chúng ta ở độ tuổi 22 bây giờ họ đã trưởng thành hơn rất nhiều, và vào lúc này họ đã là người hùng của bóng đá Việt Nam ở một trận đấu ở cấp độ quốc gia. Pha dứt điểm phải nói là quá tỉnh của Tiến Linh, đá sát vào cột dọc đủ để hạ thủ môn đối phương. Quang Sen Châu rất nguy hiểm.
Và Guley đã phá lưới của đội tuyển Việt Nam một lần nữa. Thật đáng tiếc, thực sự đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam, thực sự là như vậy. Một bàn thua ở một giây phút, có lẽ là chúng ta không thể gượng dậy được nữa. Không biết là có việt vị không, Guley thêm một lần di chuyển ở ranh giới nhạy cảm. Người bám theo Guley ở tình huống vừa rồi lại là Thanh Bình. Cũng thật là khó, bởi vì sức vóc như vậy, không cẩn thận thì penalty. Và đồng đội cũng rót bóng cho Guley chuẩn xác. Một lần nữa lại là Hoàng Sen Châu. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.